Tao mới nói thiệt mày khổ ghê vậy, bởi người Việt Nam mình ra bên nước ngoài này không có đoàn kết một chút xíu nào hết. Nó không có đoàn kết, nó dẫn tới một cái hậu quả. Mày không có hậu quả là không ai. Bởi vì thường thường á, mày nghe mày để ý mày coi, nếu mà mày ăn, nó ăn hiếp mày, nói một cách đơn ra trong sớm thôi, đừng có nói chi cho nó xa xôi. Cái thằng kia mà nó ngang cỡ mày mà nó thấy mày nhút nhát, mà nó ăn hiếp mày hoài, mà đi không, nếu mà mày không dùng vậy là thằng kia nó ăn hiếp mày suốt luôn. Đó đương nhiên thôi, đó là mục đích thôi đó. Thì ở đây cũng vậy thôi, chứ ngược cái bản chất người Việt Nam ngộ lắm, không không dám làm chứ, để người ta làm nó bắt đầu coi không có gì, nó bắt đầu bên nhà nó làm. Chính vì vậy cho nên ra thực tế là những, mà cũng không, cũng mà cũng cũng đúng nữa, là bởi vì sao, từ xưa giờ tao thấy á, những người Việt mình á thì thường thường là hùng hổ lắm. Tao cũng đã từng nói rồi, bởi vì gặp bullet Mỹ, gặp là cảnh sát da trắng đồ, mà nó hỏi, nó quay xe bắt đứng lại là nước đá nó muốn ra ra rồi. Sợ sợ biết sợ cha sợ ông gì, tao không hiểu nữa. Đó là cái tâm lý người Việt mình là vậy, kỳ cục các bạn, tao cũng không hiểu nổi luôn. Có người nói là những người đó họ xuống đường là bởi vì bị người dân trong nước lên án dữ quá. Theo bố thấy Không, có hợp lý cô không? đó cũng không hợp lý. Từ người ta xuống đường, ở đây là cái cộng đồng, cái cộng đồng đây cũng có người làm trưởng, có người là chủ tịch cộng đồng đâu, mà họ thấy họ dọn, họ nhột là bởi vì những cái sắc dân khác á, họ đã làm hết trơn rồi, họ kêu gọi, mà càng ngày cái tệ nạn này nó càng nặng nề. Cái vị đó thành ra nếu mà ông này không lên tiếng không được, bởi vì nó mang tiếng hèn dữ quá. Tất cả báo đài hôm trước là Đỗ Dũng các cái rồi, rồi cái gì NVA rồi Nguyễn Hoàng Nhiên rồi Lưu Lệ Ngọc, là những cái báo đài của người Việt mình ở bên đó, nó nói dữ quá thì mấy ông nhột bây giờ ông tổ chức cũng làm vậy thôi. Chứ thực chất là thiệt này, điều khi nếu mà khi mà không có lên tiếng chắc ông bỏ qua luôn thôi, nó thẳng là vậy. Nhưng mà ý tôi muốn nói là tại làm sao mà bây giờ mới làm, có nghĩa là Đúng khi rồi. mà bộc phát cái chuyện đó, mình phải làm liền để chi, để đánh động nhà nước, đánh động cái chính quyền để người ta để ý tới. Không, cái này bây giờ tổng thống Biden rồi phó tổng thống rồi nghị viên các cái thành phố lớn người ta lên tiếng thì bắt đầu mình rụt rè nhút nhát đưa cái đầu ra hùa theo. Cái thuộc cái này kêu bằng dạng ăn theo đấy, chứ chẳng phải tốt lành con mẹ gì đâu. Đúng rồi, theo con thế này là bố cầm với mọi người. Tức là mình rõ ràng từ vấn đề một, giống như bố Cẩm nói, tại sao bây giờ họ mới ra, thì mình tạm thời mình phân tích trên vấn đề tại sao, thì con cũng đồng ý bố Cẩm với điều đó, là họ rụt rè, họ thăm dò, họ chờ đợi. Đúng rồi. À, có ra cái nhất. Cái thứ hai nữa là bố Cẩm nhớ cái câu chuyện mà cái tay gì nhà báo tự xưng Trần Đông Đức mà chia sẻ trên cái clip của ông Trịnh Bức Thiên không? Đó, tay đó là lên là gọi là tuyên truyền bảo là những cái chuyện kỳ thị đó nó đơn thuần nó chỉ là tai nạn thôi, và chính cá nhân cái tay đó cũng kêu gọi mọi người là chúng ta không nên ủng hộ đi xuống biểu tình này cái nọ, thì cái đó nói lên là cái gì, cái rắc rối ở trong cái cộng đồng, và có Đúng những rồi, người đó. Và họ cái sợ thứ trách hai nữa, nhiệm. và sau đó là cái thứ hai nữa là cái con nấm độc nó đứng ra nó cũng làm những động thái gọi là nó biểu tình đúng không, nó phản ứng đúng không? Nó phản ứng đi theo người ta thôi, nhưng Là mà đó, thực nhưng tế mà ý người là ta cũng có phản ứng rõ ràng đó có phản ứng. đó, thì cái hình ảnh đó thì nó cũng làm gì đó gọi là nhột cho những người kia, nhột, con đồng ý với bố là bị nhột rõ ràng đúng chưa. Đúng À, trong khi rồi. con nấm độc nó vậy nó còn lên tiếng, còn ở đây chúng ta ra rạ bao nhiêu năm trời đấu tranh a bà cày gì đó mà chúng ta không dám lên tiếng. Đúng À, rồi. đó là cũng nhột, là nên đến câu chuyện là tại sao họ bây Đó thì giờ bây họ mới giờ nó xuống. có một cái thứ này đi, là mày lại con nãy giờ con thấy rõ ràng lại bố đưa ra, họ nguyên quyền biểu tình không thấy một cái lá cờ nào bay phấp phới cả. Đó, mày thấy rõ ràng không? À, tao nói thiệt mày à, khổ cái Còn cái mày là chuyện không lá cờ, với góc nhìn của con thế này là bố cầm, chính vì không cầm cái lá cờ vàng á, thì có thể họ sẽ được xã hội nhìn nhận. Là vì sao? Thì họ nhìn ra, họ biết rằng là đây là cộng đồng người Việt. Còn nếu mà cầm lá cờ vô á, thì họ lại lập là cũng chẳng biết cái tộc dân này tộc gì. không phải, đó là một phần phần là bị dính vô cái vụ 6 tháng 10 này, Đúng ngày đúng, đứng rồi chứ con đồng đó, ý, cho nên tức vì vì không, đó cho nên là họ mới ngại. con đồng ý, nhưng mà ý con nói là chính như họ họ không có nhận thức rõ ràng là cái lá cờ, bởi vì người ta bây giờ là cái gì, là một nhà nước phải được Liên Hợp Quốc và cái nước sở tại người ta công nhận thì nó mới là một dân tộc của một quốc gia, bố công nhận không? Đúng Trong khi rồi, ông đúng ở rồi, đâu ông đã thua trận rồi, nói gì thì cái nói, cờ tao vàng thấy của tao ông chỉ là một cái tổ chức gọi là cái fan, ông còn nhớ lại, ông tôn thờ cái fan đó, cái câu lạc bộ đó, ok công nhận.
Chứ còn bây giờ nếu mà con hỏi bố này, những người người ta người Tây đi, người ta không biết đi, người ta không biết về cái chế độ Việt Nam Cộng Hòa luôn, còn nói những giới trẻ bây giờ họ lên họ nhìn, ủa những người này là ở nước nào, tôi đâu biết, tôi chỉ biết Việt Nam là cờ đỏ sao vàng. Cái đó là nói về lý thuyết vậy thôi, nhưng mà thực chất người Mỹ sống ở những cái bang khác họ cũng đã hiểu được cái cộng đồng Việt Nam mình là gì rồi, và cái lá cờ Việt Nam mình là lá cờ không chính danh và đã hiện diện ở nước Mỹ là mấy chục năm rồi, người ta đã quen thuộc điều đó, là khi đem ra cờ là người ta biết người Việt, điều đó không đúng. Nhưng mà ở đây không đem ra cờ là bởi vì họ tính cách là họ đang sợ dính líu vào cái vấn đề pháp lý của cái vấn đề mà bạo động ở ở, ở tòa nhà Quốc hội. Đó, chính vì đó thành ra ta mới thấy có chỗ là tại sao bây giờ ở nó cũng có một cái điều mà mình khó hiểu rồi, cái điều là thì bây giờ tại sao không đem lá cờ lên để cho người ta hiểu biểu dương lực lượng là cái đây không, bên đây ta rõ ràng không có một cái lá cờ nào trên trời, chỉ có đem lá cờ Mỹ thôi, còn ngoài ra là mấy bà kia là sơn phết và lên cái nón lá mà bậy bạ thôi, cái đó thì không có tính bởi vì không có cho có cái gì còn chối được, nó thẳng là có còn chối được. Còn nếu mà đem cái lá cờ ra nó lùa vô nó bỏ nó bắt nó nhốt thì đụng nó khỏi chối là tại vì đem lá cờ đó là thuộc liệt về khủng bố rồi, nên là bị không có chối được đó. Thành ra đây là cái dạng đây đù mới có vụ gây lộn hay gì đó nữa, là đù má hai bên đây ta cho coi hai bên đù má hai bên nè đây chữ lộn nữa. Là dường như là đạo diễn Nguyễn Võ Nguyên Minh có thể nói phải trả là tấn công. Bữa nay gây lộn chữ lộn tá đã, thấy không? Có làm trọng nữa nè. Tại sao những người này cũng là những người gia nhập cái đoàn Hate Again Black Lives Matter, right? Now that the same thing like Asian Lives Matter. No, all Lives Matter. Now, tôi muốn nghe nói tại sao anh không có đồng tình với những người mà hiện nay anh thấy là có sự cưỡng ép, có sự thù hận với người da vàng không? Có không? Cái sự cưỡng ép và cái sự thù hận với người da vàng, ngay bản thân tôi nè, hả? Tôi bị thù hận ngay chính người dân tộc của tôi. Hiện tại hôm nay anh có thấy ở tại New York, tại San Francisco, tại Atlanta, những người đó họ bị bắn, bị đánh đập, anh thấy nhiều lắm có da vàng không? Anh nghe tôi trả lời. Dạ, yeah, I will. Tôi là người nhận được cái sự kỳ thị hơn những người khác. Thế mà tôi ngồi xuống đây, cái sự gia tăng đó, đó là anh nghe từ báo chí. Anh có đi tới đó hay không? Anh có đi tới đó hay không? Tôi với anh đi tới đó và tìm ra cái người mới bắn ô này là ai với tôi là một trong cái người là nó không chấp nhận kỳ thị theo nó. Nó vẫn, đúng rồi. Nó vẫn cho đó là không có kỳ thị mình thấy chưa? Đó, hai luồng dư luận. I just don't want all American start the racism. No racism. No Asian. Don't think you are here. You are American. Vâng, chúng ta là những người đến đây không phải là những người da đen. Nữa. Tại sao ông đeo cái bảng này nói là no socialism và vừa mới nói câu là cái bài cộng sản cái chiêu trò của cộng sản để đi để cho nó tôi tức cười quá nữa. Tại sao dùng những cái trò của cộng sản tuyên truyền để mà lừa gạt người dân? Cái gì mà họ kêu rằng là quân hủy quân cầm thù người Á Châu, cái điều đó cái gì? Có ai cầm thù người Á Châu? Có ai? Bọn con đâu có cầm thù không? Có ai cầm tù không? Mình là nạn nhân của cộng sản. Trời ơi, cái mặt này là homeless chắc luôn. Đúng không gầm? Đúng rồi. Cái mặt đó là cái tướng đó là homeless chắc. Mình có cầm tù ai? Thôi được rồi, nói vậy các con hiểu rồi. Cái điều này mà thấy rõ ràng không? Cái gì đó cũng cái gì đó cộng sản. Người cộng sản hết mà không gì mà thấy là hai phe. Một phe thì nói là có kỳ thị, họ đi biểu tình để họ chống những người coi như là bị những người châu Á mà bị sát hại. Thì cha chị nó không tin. Đồ cha không tin. Đủ mà tội về báo đài các cái đủ thứ họ không tin và họ nói là không có kỳ thị gì cả. Còn một bên thì nó có kỳ thị, có giết người, có bắn này kia, báo đài các cái, có mua lít, có hộp báo các cái đã đưa hết rồi mà họ cũng nói không tin, nhắm mắt lại tại đủ thừa tại cộng sản. Đúng giống Thành Quỳnh mua gầm, giống Thành Quỳnh đi chán y chán không khác gì hết. Trời mà thấy rõ nào cái đó là tao muốn lên tại vì cái tin đời sống vô mà hiện giờ đang live stream con bởi trên vì đó tao đưa lên ngay bây giờ bên đây là buổi trưa nắng thấy mẹ nhưng mà người tất cả mọi người từ thành mày thấy là hai đó nào đó để không một phe thì là chống một phe là thuận một cái
nó buồn cười ở cái chỗ đó đó. Có nghĩa là khi người ta đi cái nội dung của cái điều cuộc biểu tình này để nó lính động lên, ta nói là không nên kỳ thị người châu Á nữa, thì trong đó nó phát xuất ra một từ một khác rồi. Có kỳ thị gì đâu, ai bắn ai giết gì đâu, ta không biết đâu rượu mà chỉ ta coi là thấy rượu mà nó cùng mà nó lý sự cùng một cách rượu mà. Trong khi đó tổng thống Hoa Kỳ lên tiếng, nghị viên lên tiếng, thành phố lên tiếng, cảnh sát lên tiếng, thượng nghị sĩ lên tiếng, dân biểu lên tiếng, quốc hội lên tiếng, mà nó kiểu nó không biết gì chứ không có, đâu có đâu không, ta cũng lại luôn mà thấy đó như vậy thì tỏ như vậy đem đi phục quốc cái gì hả? Đi phục quân ở cái phục quốc gì đúng không? Đúng rồi, cái hết ý kiến luôn đó. Đó là những cái bằng chứng mà ta mới đưa lên tụi mày coi đó, mà thấy là đó là những người mà đi chống ở đất nước Việt Nam mình là những thành phần như vậy đó, mà để mày coi để mày hiểu được là những thành phần cặn bã như vậy đó. Bạn thấy nó ở đất nước này kỳ thị giết người như hóe, mà báo đài các cái từ tổng thống đến phó tổng thống các cái đủ thứ đã lên án và ta đã làm những quyết định, họ đi xuống đi họ, và thậm chí tầng bốt lên nó mới sát bốn hại bốn người thì cảnh sát nó họp báo các cái tầng lên hết rồi, nhưng mà không có đâu, không làm gì, có gì thị đây là chiêu trò cộng sản đồ má tao lại luôn đồ đồ quá bác cháu mà bố con mà lên đây nó ngồi cười thôi chứ biết làm gì giờ. Đúng rồi, không thể nào anh nói cho một cục đất nó hiểu hết trơn á, cục đất sẽ hiểu được đúng không? Cục đất nó còn đã, cục đất nhiều khi còn xuống trồng cây trồng ấy còn được chứ mẹ cục gì luôn á, không hiểu nổi luôn á. Đó là giữa cái mà tôi đưa lên xác thực nhất bên đây rõ ràng cho tôi nghe đó, để cho cái đám đó đó. Ôi trời ơi, ok, tao cười quá, tao xuống bó tay, dạ bó tay kìa, bó tay chấm cơm đồ má cho có gì dạ cảm ơn quốc cầm.